Hôm nay thì xin rằng Tông Kỳ sẽ quay cận cảnh cái vườn lem dưa hạt của xin rằng Tông Kỳ cho mọi người xem nhé. Thì đây, mọi người cần xem chi tiết. Mọi người thích xoay thì xoay nha. Đây là khai lem dưa hạt của xin rằng Tông Kỳ cũng vừa tròn 1 năm. Cái này là xương rồng Tông Kỳ cũng đã tách ra 1 lần rồi nha mọi người. Đây, này là crest. Crest tím nè. Mùa nắng thì nó lên màu rất là đậm. Nhìn rất là đẹp đúng không mọi người? Rồi, con này là có cái đầu này như đầu rồng á. Đây, khay này cũng có một em này em Minh Trua nhiều đầu. Mới nhỏ mà rồi đã quá trời luôn. Cái này cũng là dòng kim lem vô hộp nhưng mà là lem nhẹ. Có những cây gai này thì trước đây là mùa nắng thì nó lên màu rất là đẹp. Xương rồng Tông Kỳ trồng ra đây thì bây giờ nó trở lại màu xanh này. Nhưng mùa nắng sẽ đổ bộ lên màu rất là đẹp nha mọi người. Bây giờ mấy em lem ú ú. Như em này là rùi di tám này. Có nắng thì nó sẽ chuyển sang hồng một tí. Em này là dòng hoa dinh linh dưa hạt của xương rồng Tông Kỳ. Có rất nhiều em rất là phun rất là lạ. Đây, như em này là hình như là mi hoa dưa hạt của xương rồng Tông Kỳ tách ra đây. À, mấy dòng này là mấy lem ú. Xoay gần gần cho mọi người xem nha. Như em này là lem rất lạ này. Em này có khi lớn này rất là đẹp này. Mấy em này thì mấy em này thì lớn lên là còn lớn là còn trổ lem nha mọi người. Này là đặc như vậy đó, lớn lên thì còn lớn là còn trổ lem nhiều. Em này thì cao su quýt gỡ cái chăm giúp nè. À, nhà em này cũng đẹp nè. Em này pin vô hoạt nè. Đây, phun nhiều em phun loại rất là lạ. Đây. Mâm ghim này thì có múi lạ. Không biết cái dòng ghim nào gieo ra. Như em này là ú ù mà có bóng em con bu ở dưới này. À, dòng này dòng cũng gom kim văn trước đây là rất là đẹp nhưng mà bây giờ nó mưa cái là nó trở lại màu màu xanh nhưng mà nắng lên thì nó trổ màu trở lại mọi người. Đây, khai này là có nhiều em cũng đang rất là đẹp đây, đang đẹp. Sá muối này. Anh này cũng là hoa dinh linh dưa hạt ra này. Màu trắng nhưng bây giờ lên màu xanh nữa. Nếu mà lên màu xanh đều nữa thì tuyệt đẹp. Nó dòng này thì hầu như chắc chưa ai có này. Anh nhà em này cũng rất là đẹp. Anh này là chỗ đều đỉnh ra thì đẹp rồi. Ú à, em là crest này. Mới nhỏ là crest lem này. Em này chắc cũng tương lai đây.
ú ú không. Em này thì cũng dòng binh nhưng mà bây giờ nó nắng thì nó mới trổ màu binh này, binh viền. Em làm mà cũng rất là lợi này. Nói chung gieo hạt là sẽ có rất là nhiều game lem lập phun lợi nha mọi người. À, em là crack. Sao khai này có em nó lợi không? Ô, em này là binh này. Binh dưa hả? À, em là hai đầu lem. Hai đầu chả lem này, cũng rất là đẹp. À, có nhiều em phun rất là lạ này, này hầu hết là binh. Dòng binh dưa họ của tại vườn nha. Em này 6 múi, 6 múi thằng ạ. Em này cũng rất là tương lai này. Em này cũng đẹp nè mọi người. Em này thép phun cũng lợi này. Đây cũng dòng binh giao hạt này, rất là đẹp. Đây nha mọi người. Nên binh màu vô nhìn sáng liền. Đây. Mọi người nhìn kỹ không? Thì các bạn dưa hạt tầm khoảng 6 tháng hoặc 1 năm các bạn có thể tách ra. Tách ra lần 1 như vậy này, lần 1 này sau là tách ra lần 2. Cái này là bình. Nhiều em rất là đẹp nha mọi người. À, mà cái này là dòng Kim Văn Tiễn dưa hạt của sinh ra Tông Kỳ mà bây giờ mùa mưa là nó trở lại màu này. Nhưng em này là làm game nail đây. Mùa mưa nên là xương rồng Tông Kỳ cũng trẻ rất là nhiều thuốc tím cho nó đỡ bị rẹp. Nên mọi người cố gắng mùa mưa trẻ thuốc tím nha mọi người cho nó đỡ bị rẹp rễ. Ở dưới đất này là xương rồng Tông Kỳ cũng thường đại cái nắp này là vì đây đỡ đỡ chục. Nó lại chó rồi nó chạy nó khỏi phó rồi. Cái này thì cũng đủ cung cấp cho mọi người thứ bảy hàng tuần và những cái quà tặng cho mọi người cho vui. Là như ví dụ như em này là mấy em là mi hoa vô hạt nên cái form của nó rất là khớt so với những cái form khác. Khai này là có màu đã chót rồi này. Em này là bà con. Đây kim vàng này, kim vàng rất là sáng. Con nhưng mà rất sáng này. Như nhiều em lem thì nhỏ nhưng mà là đẻ con rồi này. Ví dụ như em này nhỏ xíu nhưng mà đẻ con. À, mấy em này là toàn là vô hộp hết này.
Cái này là bà con này. Bà con này chưa trổ màu. Này thì to thì nữa có nắng này trổ màu. Để lung tung hết, không có chủ đề. Giữa này là cái gì đây? Bà con. Hai cái này dòng là bà con nha mọi người. Cái này là gì đây? Con leo diều hả? Cái này là gì đây? Cái này là bà con. Đây nhớ nha mọi người. Đây. Rất nhanh nhanh chứ không thể xoa từng cây được. Này rất nhanh cho mọi người xem ha. Hôm nay là crack này. Crack nhưng mà nhỏ thì nó trổ màu, nhưng bây giờ xoa lớn thì nó không thấy không trổ màu nữa. Này mà crack này mà lên là ngon này. Nó dài dưa hoạt nha mọi người. Em này thì đỉnh bị hủy đỉnh cái này, nhưng bây giờ lên đỉnh kỳ lạ. Đó, ví dụ như đỉnh này. Sau này chắc có khi là đẹp đấy chứ. Này làm dưa hoạt nha mọi người. Có crack nữa nè. Mình trô, crack mình trô. Em này là gieo hoặc từ hoặc spear này, nhìn là thấy sướng này. Đây. Mọi người thông quan tổng thể cái vườn gieo hoặc này cũng có sinh trưởng đồng kỳ nha mọi người. Này khà này bón cũng gần hết rồi. Tạm dừng đây nha mọi người. Cảm ơn mọi người đã xem video nha.